Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi lại trả lời câu hỏi của một đồng chí là Lâm Đăng hay là gì đấy, tóm lại là viết không dấu nên là tôi đọc là như vậy. Đồng chí có hỏi là nếu mà đo kích thước phủ bì hay kích thước lọt sáng và gửi cho đại lý tự làm kích thước chuẩn gửi về, mình tự lắp được không ạ? Đấy thì cái câu trả lời này thì tôi trả lời như sau. Thứ nhất là khi mà các vị làm ở đâu thì không biết, nhưng mà khi làm việc với cả chúng tôi thì tôi chia sẻ thì cái việc đo thì nó rất đơn giản. Đo thì các vị cầm thước là các vị đo được. Trong trường hợp mà cái mặt bằng nó phức tạp ấy thì các vị có thể là chụp ảnh qua Zalo, hoặc là quay video, quay quay trực tiếp trong quá trình gọi điện qua Zalo. Chúng ta có thể quay cái hình ảnh cái mặt bằng của chúng ta, thì bên chúng tôi sẽ tư vấn để cho các quý vị có thể đo một cách chuẩn xác, chính xác và dễ làm nhất. Đấy, vấn đề thứ hai là đại lý, tức là khi mà đo về thì đương nhiên là chúng tôi sẽ sản xuất theo kích thước các quý vị tự đo, hoặc là các vị đặt ở bất kỳ đại lý nào cũng vậy. Thì các vị đo thì đo như thế nào thì đại lý sẽ xuất đúng như vậy, theo như kiểu về kích thước. Chúng ta may quần áo thôi, chúng ta đo phủ bì thì các đại lý sẽ tự trừ đi là để ra cái kích thước cắt chuẩn. Còn đối với các quý vị mà đo lọt sáng thì sẽ cộng thêm để cho cái đủ để cái dây nó ngàm, nó âm vào tường. Đấy. Vấn đề thứ hai là đồng chí có hỏi là gửi về mình tự lắp được không ạ? Thì tôi có thể trả lời như sau. Nếu mà các vị mà trong nghề làm về cơ khí ấy, biết hàn, biết lắp ấy, thì tức là biết hàn thì các vị có thể học cách lắp. Nếu mà các vị xác định đấy là nghề nghiệp thì các vị trong và khi khi các vị biết hàn rồi mà các vị xác định muốn làm thêm cái nghề cửa cuốn này thì các vị có thể học cách là tự lắp được. Đấy, còn tôi khuyên nếu mà các vị không phải là làm nghề cơ khí hay là làm nghề cửa cuốn thì các vị thuê khóa lắp cho nó nhanh, bởi vì nghề nào thì làm nghề đấy nó nhanh thôi. Chúng ta đang làm nghề lắp đặt cửa cuốn thì chúng ta lắp một cửa cuốn trong vòng có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, 2 tiếng là xong, hay là chậm thì đến cả lửa buổi sáng là xong một bộ. Còn có những trường hợp lắp nhanh thì có khi một buổi sáng lắp xong 4 5 bộ. Thì nghề nào làm nghề đấy, chúng ta đã những người là lắp cửa cuốn chuyên nghiệp thì họ lắp rất là nhanh, còn chúng ta không chuyên nghiệp thì tốt nhất là chúng ta lên thuê ở quán để chúng ta làm việc của chúng ta cho nó tốt hơn. Đấy, tôi chia sẻ cái nội dung video là như vậy. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Video này tôi kết thúc ở đây, cảm ơn các vị đã xem. Đấy, các vị có muốn xem các cái sản phẩm cửa cuốn hay là cách lắp đặt cửa cuốn thì các vị có thể vào website tôi để bên dưới phần mô tả của video này nhá.